ông Trần Cẩm Tú giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Ngày 25 tháng 10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Trần Cẩm Tú sinh ngày 25 tháng 8 năm 1961, quê quán xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị. Ông Trần Cẩm Tú là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 từ tháng 6 năm 2018, 13 từ tháng 4 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, dự khuyết 11, 12, 13, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12, 13, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Trần Cẩm Tú có thời gian dài công tác tại tỉnh Hà Tĩnh và từng đảm nhiệm các chức vụ Phó trưởng phòng, trưởng phòng, Phó giám đốc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ tháng 3 năm 2009, ông Trần Cẩm Tú là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tháng 2 năm 2011. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 2 năm 2015, ông giữ cương vị Bí thư tỉnh ủy Thái Bình. Đến tháng 2 năm 2015, ông Trần Cẩm Tú trở về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Phó Chủ nhiệm. Tròn một năm sau đó, ông là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 6 năm 2018, ông Trần Cẩm Tú giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.